Di chuyển lao động tại tự do giữa Anh và Liên minh châu Âu sẽ kết thúc vào tháng 3 năm 2019, thời điểm mà nước Anh chính thức không còn là thành viên của EU nữa. Tuy nhiên, Anh đảm bảo sẽ thực hiện một sự chuyển giao nhịp nhàng giữa hai giai đoạn để tránh những xáo trộn đột ngột trên thị trường lao động, ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam tại London. Trong một chuyến công tác tại Scotland, Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd khẳng định một hệ thống quy định mới áp dụng với lao động nhập cư sẽ được chính phủ Anh đưa ra vào mùa xuân năm 2019. Theo bà Rudd, thay vì phải chuyển ngay sang các quy định phức tạp, người lao động châu Âu sẽ có vài năm thích nghi dần với các yêu cầu mới. Trước mắt sau tháng 3 năm 2019, họ vẫn có thể di chuyển vào Anh khá đơn giản khi chỉ cần thêm một bước là đăng ký thông tin cá nhân. Ủy ban về nhập cư sẽ nghiên cứu cụ thể tương quan vai trò của lao động nhập cư với các doanh nghiệp Anh hiện nay và báo cáo lại chính phủ vào tháng 9 năm 2018. Chúng tôi sẽ dựa trên đó xây dựng bộ quy định hoàn toàn mới về vấn đề lao động nhập cư. Còn trước mắt, từ sau tháng 3 năm 2019, dự kiến sẽ có một bộ quy định tạm thời được áp dụng trong thời gian quá độ chuyển giao khoảng 2-4 năm. Quãng thời gian 2-4 năm mà bà Rudd gọi là quá độ này được xem là thời gian chuyển tiếp để tránh những cú sốc bất ngờ cho phía doanh nghiệp Anh. Nhiều lĩnh vực kinh tế của Anh như là nông nghiệp, xây dựng, kinh doanh dịch vụ khách sạn nhà hàng đang phụ thuộc không nhỏ vào nguồn lao động từ các nước Đông Âu. Ngoài ra, việc cho lao động châu Âu thêm vài năm có thể dễ dàng tiếp cận thị trường Anh cũng đang được giới phân tích coi như là một sự mềm mỏng xuống nước trong quan điểm của London về đàm phán lao động nhập cư. Phương Huyền từ London, vừa qua anh.